26. Bình tĩnh thật. Vâng, tay vợt áo trắng, tay vợt Tú đến từ Bắc Ninh đánh cầu ngang trên lưới rất tốt. Lại đập rồi, đôi trẻ đập khỏe ra màn. Bom. Vẫn đập được. Đập cầu chéo sân rất chính xác từ vận động viên Hùng. Là cặp đôi Long Tô của Quảng Ninh đã bước vào sân. Và đối thủ của họ sẽ là cặp đôi Tú Lộc của câu lạc bộ A và E Bắc Ninh. Đây là một trận đấu rất hay. Phía bên trái màn hình của chúng ta, cặp đôi Long Hùng hoặc còn gọi là Long Tô, cặp đôi hàng đầu cầu lông tỉnh Quảng Ninh. Và gần đây nhất là họ giành chức vô địch đôi nam lứa tuổi 14-30 tại giải cầu lông các tay vợt xuất sắc tại giải cầu lông các câu lạc bộ mạnh toàn quốc tranh cúp 3 sao tại Bắc Giang. Đây, trận này hay anh em. Trận đấu bắt đầu điểm không đều. Câu lạc bộ A và E giao cầu. Cầu lỗi từ vận động viên Long. Giải đấu chia thành 4 bảng A, B, C, D sẽ đánh vòng tròn, mỗi bảng có khoảng từ 3 đến 4 vận động viên. Này sẽ gặp nhì bảng kia và ngược lại. Rất bình tĩnh, đập cầu, đập vào lưới rồi, điểm số 3-0 cho câu bộ A và E. Vâng, 4-0. A và E là một trong những, phải nói chính xác là câu lạc bộ cầu lông mạnh nhất của tỉnh Bắc Ninh anh em. Thế nên Hùng mới bảo trận đấu này là trận đấu rất hay. Đập cầu ngoài sân, điểm số đầu tiên cho Long Hùng. Điểm số 1-4, phát cầu lỗi 5-1, Hùng cần có sự tập trung hơn. Điểm số 6-1 rồi. Thôi, rất dễ dàng sẽ bị thua. Rồi điểm 2-6, sai lầm diễn ra khả năng cao sẽ bị thua. Ở sân bên cạnh đang diễn ra một trận đấu ở lứa tuổi 31-40 cũng rất là kịch tính và hay. Cầu không qua lưới, đổi điểm 4-7 cho Long Hùng. Đập cầu tốt, một pha phạt cầu lỗi của vận động viên Hùng, câu bộ A và E. Phản cầu hay quá nhờ. Đội tấn công, tấn công, tấn công vào lưới rồi. Khá may mắn cầu lật lưới. Ngày mai còn rộng để live stream giải Thái Bình không. Em chào anh Đặng Phú nha. Cảm ơn anh đã giúp em chia sẻ và có lời chào. Đập cầu tốt. 6-9. Ok, tóm lại chỉ có 1-1 thôi. Vậy thì tiếp tục bình luận nhá. Đập cầu tốt. 7-9. Live stream Hùng, một con số thực sự là rất tuyệt vời ạ. Hùng xin giới thiệu đến mọi người một chút nhá. Đây là fanpage có tên là Sport Hùng Badminton. Sẽ là fanpage chuyên live stream và tổng hợp những trận đấu cầu lông hay nhất của các giải đấu cầu lông phong trào cũng như giải đấu cầu lông chuyên nghiệp tại miền Bắc. Và nếu mọi người yêu thích cầu lông và muốn thưởng thức những trận đấu hay nhất của cầu lông Việt Nam thì hãy theo dõi trang Facebook Sport Hùng Badminton này ở chế độ xem đầu tiên để nhận được thông báo mỗi khi Hùng live stream các giải đấu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và kết thúc màn giới thiệu ở đây. Vẫn cứu được, không còn rồi. Cặp đối sân phía gần màn hình là cặp đôi Long Hùng của Quảng Ninh. Phía xa màn hình là cặp đôi Tú Lộc của câu lạc bộ A và E Bắc Ninh. Có vẻ thế mạnh của các vận động viên Bắc Ninh là cầu ngang. Họ có một chiều cao vừa đủ. Kevin của Indonesia, đó chính là lợi thế của những tay vợt. Vâng, cầu tốt.
Tố 14-8. Bên kia bọn nó ra cầu điểm rất khó chịu, lật lưới rất may mắn, 15-10, 15-9. Bên kia thủ dài, vừa thủ dài cầu ngang lại khó chịu, công cũng tốt, bắt lưới nhanh thế nhở. Ok, cảm ơn anh Quý Cối nhá. Nếu anh thấy livestream này hay, anh giúp em chia sẻ đến những người bạn của anh vào đây xem cho vui được không? Bom, bom. Cầu ngoài sân một chút. Đúng rồi, bên kia hai vận động viên Long Hùng, hai vận động viên đều đánh tay trái. Đập cầu rất tốt. Nhìn người bé bé mà đập cắm thật, chim của em nhá. Đôi trẻ này nó bật rất cao, vậy xem người xem. Kê lưới tốt thật. Mấy tay vợt áo trắng này, tay vợt áo trắng này là tuyển trẻ của Bắc Ninh anh em. Qua lưới, có vẻ như pha công cầu của cặp đôi Long Hùng vẫn chưa ăn thua với cặp đôi trẻ này. 19-11. Bật cầu ngang tốt, vẫn qua kìa. Phải nói là trận đấu này là một trận đấu cực kỳ may mắn cho cặp đôi của Bắc Ninh, của thần linh như vậy. Liên tục là những tình huống leo lưới rất may mắn của cặp đôi trẻ Bắc Ninh. Ok, Tấn Nguyên, hôm đấy anh em mình cũng đánh cầu với nhau nhé. Yeah. Bởi vì máy iPhone này thì nó quay tối đa được HD rồi mà anh. Cả dàn máy tính các thứ. Đập cầu tốt, đập cầu. Tiếp tục, công. Hai bạn trẻ hôm nay đánh cầu sung thật. Vâng, đập điểm rất tốt. Của Lâm Đồng, nó là cặp đôi Đình Hoàng và Đình Mạnh. 13, khoảng cách 11 điểm. Một khoảng cách gần như không có cơ hội để san bằng cho cặp đôi của Quảng Ninh. Cầu cao rồi, thủ cầu không săn lưới. So với những live stream trước kia thì sao ạ? Nếu mọi người thấy chất lượng mạng nó vẫn ok như mọi khi thì comment cho mình biết là 1. Còn nếu mà mọi người thấy chất lượng mạng nó kém hơn mọi khi thì comment cho Hùng biết là 2 để Hùng điều chỉnh, Hùng đổi máy nào. Cầu ngang hay thế nhở. Giải toàn quốc ở Bắc Giang anh ơi. Hai thằng trẻ sung ấy nhở. Xoa cầu. Ở ngoài sân sẽ giành trước, nó sẽ cố gắng giành trước nhì bảng. Nói chung là kiểu gì kiểu cặp đôi Long Hùng cũng sẽ vào vòng trong. Kiểu gì Long Hùng cũng vào tứ kết mọi người ạ. Cảm ơn anh Vũ Minh, anh Vũ Minh. Một trong những tay vợt đơn nam hàng đầu của tỉnh Bắc Giang. Mọi người có thấy không, cặp đôi trẻ này đánh cầu rất lắt nhát, rất khó chịu. 6. Bình tĩnh thật. Còn tay vợt áo trắng, tay vợt Tú đến từ Bắc Ninh, đánh cầu ngang trên lưới rất tốt. Lại đập rồi, đôi trẻ đập khỏe rất màn. Bom. Vẫn đập được. Đập cầu chéo sân rất chính xác từ vận động viên Hùng. Hello anh Mạnh Liêu này, đang có Hưng Đức hỏi thăm này. Ok, anh Nguyễn Như Thành Bắc Ninh. Hoàn công nha em, xin chào Vũ Thiết. Giới thiệu với mọi người tay vợt Vũ Thiết, một trong những tay vợt lì lợm nhất của cầu lông đơn nam miền Bắc này. Đập cầu tốt từ vận động viên Tô. 19-28. Đấy, đấy,
Rồi đập. Giao đi. Bên kia đập cầu có vẻ không cắm lắm. Một tình huống cầu không hiểu ý nhau. Không cầu ngoài sân. Bắc Ninh, cặp đôi đạt huy chương bạc, huy chương đồng của giải các tay vợt trẻ toàn quốc. Tú đập tốt thật. Một tình huống phán đoán cầu không chính xác. Hai chim giúp em nên em chưa chào. Từ sau là sẽ không chào nhá. Chia sẻ giúp thì mới chào. Thằng cầu lông Bắc Ninh là cái nôi của cầu lông miền Bắc này. Thứ nhất là về phong trào là rất mạnh. Thứ hai là chất lượng của các vận động viên cũng là rất mạnh. Tập số nữa thôi, cặp đôi trẻ phía gần mình của chúng ta sẽ đi hạ gục cặp đôi tốt đầu của tỉnh Quảng Ninh. Vẫn còn 22-30. Nhà thi đấu, đây là sân nhà văn hóa của thôn Ô Cách, thuộc địa bàn của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nha anh ơi. Anh Vũ Minh giúp em chia sẻ live stream này, cổ vũ cho anh em Bắc Ninh nào. Ôi lên được. Lần lưới 24-30. Bom. Rồi, đừng của tay rất hay. Rồi non. Vẫn thủ được, đập tốt quá nhỉ. Vẫn còn, mình cứ thủ hay quá. Rồi, không qua lưới, 25-30. Đẩy đi. 26-30 cho cặp đôi Long Hùng. Vâng, họ giành liên tục đến 4 điểm số rồi. Đợt này đang bị hết hàng. Với cả trên thị trường có nhiều loại bóng qua, nhưng mà chọn mãi không được loại nào tốt anh ạ. Phải chọn được loại tốt thì mới nhập về bán được. Không bán linh tinh được anh ơi. Bán linh tinh là mất hết uy tín của Sport Home. Mấy nữa chả có ai thèm xem live stream nữa đâu. Ok, trận đấu giữa cặp đôi Long Hùng của Quảng Ninh và cặp đôi Tú Lộc của Bắc Ninh. Chiến thắng cho cặp đôi Tú Lộc, điểm số 31-26. Họ kinh nghiệm hơn mà. Đây rồi, cặp đôi ứng cử viên cho chức vô địch của chúng ta đã vào sân. Cặp đôi tài năng trẻ của cầu lông tỉnh Bắc Ninh, đại diện của chủ nhà. Cặp đôi Hưng Đức, một vận động viên sinh năm 98, một vận động viên sinh năm 99 hay 97, 98 nhỉ? 97, 98 thì phải. Anh em nào có biết chính xác ngày tháng nhầm, chính xác năm sinh của Hưng Đức không? Không biết đối thủ của họ có mạnh không? Nếu đối thủ của họ là một cặp đôi mạnh thì đây sẽ là một trận đấu rất hay. Ok, vậy là trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi ứng cử viên cho chức vô địch, cặp đôi Hưng Đức của Bắc Ninh. Và đối thủ của họ là cặp đôi Thắng Trình. Đến từ đâu thì Hùng cũng chưa rõ lắm. Điểm số đầu tiên cho Hưng Đức. Khả năng cao là cặp Hưng Đức sẽ ăn sống đôi này rồi. Điểm số 2-0 rồi. Tuấn Anh Bắc Ninh không đánh anh ơi. Đấy anh quay đi. Lấy luôn chân quay. Bên kia đập mỏi tay luôn. Anh em thử dự đoán kết quả trận đấu này xem nào. Không phải dự đoán kết quả mà dự đoán xem đôi bên kia thua cách điểm số bao nhiêu nào. Theo dự đoán thì đôi bên kia chắc là thua dưới 15. Cầu ngoài sân. Đây là thằng em chuyên binh luôn cả. Anh em bảo anh xem màn hình đấy, nếu không mọi người sẽ bị xem ngược. Đây. Mô tả gì không anh? Không. Đây là cho. Điểm số đã là 9-3 cho cặp đôi Hưng Đức rồi, bên kia không chịu được nhiệt. Chém cầu ngoài sân một chút. Ở trận đấu phía bên kia, cặp đôi Triệu Nghĩa cũng đang dễ dàng. Đôi Triệu Nghĩa
đập cầu, thủ thoải mái luôn. Bên kia dã thoải mái, không có bài gì, hoặc bên kia không có bài gì để ăn. Hy sinh, quá đơn giản. Kính để nhìn mà, chứ không đeo làm gì. Phải đeo kính lão. Phải đeo kính viễn, Samsung luôn. Cách 100m. Vâng, đúng, thực sự là đang chơi với cầu lợn, chơi với đối thủ chứ không phải chơi với quả cầu nữa. Một trận đấu khá nhẹ nhàng. Điểm số đã là 12-5 rồi. Bom, thủ cầu ngoài rồi. Tỷ số nào? Xin chào người chia sẻ anh Đăng Anh. Hello anh Đức Hà và xem live stream của em, chả đến chia sẻ giúp em thế. Buồn mấy anh em quá, toàn xem live stream miễn phí rồi. Nhờ kêu dã họng bảo chia sẻ giúp, chả thấy ai chia sẻ giúp. Nếu không tất cả đều là lời nói dối trá. Điểm đang là 15-6 nghiêng về cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Hưng Đức. Đập cầu vào lưới. Đôi bên này yếu quá. Đánh cầu dườm già vãi luôn. Ok rồi, cứ quay từ ngày mai nhá. Ngày hôm nay thì anh có lời mời của tạm thời hoãn lịch quay giải Thái Bình lại và sẽ quay xong giải này rồi ngày mai Hùng về Thái Bình quay cho anh em giải Thái Bình nhá. Nói thật luôn, Hùng còn thích đấy không? Long Tô Quảng Ninh tí sẽ đánh, trận sau Long Tô Quảng Ninh đánh nhá. Hùng chỉ tiếc là không có cặp đôi Thương Minh đánh trận đấu này, giải đấu này. Giải nhất chưa được xác định là bao nhiêu tiền anh ơi. Các giải đấu hội làng thì đến cuối mới có thể biết chính xác là số tiền của giải đấu bao nhiêu. Bởi vì là giải thưởng của giải đấu sẽ tăng lên trong thời gian các vận động viên thi đấu. Giả sử những các vận động viên thi đấu rất là hay và các cổ động viên, những người dân ở đây họ cảm thấy hài lòng, họ cảm thấy rất là thích thì họ có thể ủng hộ 500, 1 triệu, thậm chí là 50 triệu là chuyện bình thường. Trận sau Long Tô Quảng Ninh đánh nhá mọi người. Là bây giờ là các đôi mạnh sẽ gặp các đôi yếu hơn. Đâm ra là trận đấu nó chưa thực sự hay. Nhưng mà chờ những vòng sau, bắt đầu từ những trận đấu sau là nó hay hơn. Với cầu rất tốt. Áo hồng đập cầu tốt phết đấy. Bảo là kém so với đôi kia thôi. Chứ so với nhiều anh em là không kém đâu. Cầu lỗi là chắc tâm lý rồi, đánh cầu không chính xác. Để Hùng xem Hùng có sắp xếp được không nào. Ok, trận này nhạt, xem trận sau. Trận sau Long Hùng Quảng Ninh, trận đấy hay đấy. Trận sau Long Hồng của Quảng Ninh sẽ gặp Tú Lộc của câu lạc bộ A và E. Câu lạc bộ A và E là một câu lạc bộ cầu lông rất mạnh, cũng chính là những người đồng đội của cặp đôi Hưng Đức. Trận sau sẽ rất hay, anh em đừng rời live stream nhá. 30 triệu đâu, chắc hai mấy triệu thôi. Điểm số 25-10. Cầu lật lưới. Bên kia họ chỉ đập gõ nghịch thôi. Bên này đập không bao giờ chết được, mà thủ thì càng không thủ được. Bên kia tự hỏng thì ăn điểm thôi. Suốt ngày hê hô anh em chả thấy chia sẻ thì làm sao. Không hiểu ý nhau. Đức Duy, tay vợt sinh năm 97, tay vợt đang là số 1 của hàng đầu của cầu lông sinh viên Hà Nội, cả ở nội dung đơn nam và nội dung đôi nam. Và gần đây nhất là Đức Duy cặp với Duy Nam đã giành huy chương bạc giải cầu lông các câu bộ mạnh toàn quốc tranh cúp 3 sao được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Gương mặt này dần dần chai mặt tại các live stream của Hùng rồi. Quá đơn giản. Anh em thích ăn mặn thì xem trận sau nhá. Đập mỏi tay. Bên là trận sân bên cạnh, hai đôi yếu quá.
Vĩnh Long là sinh năm bao nhiêu anh? 92. Thế không? 94 đúng không? 92 hết à?